Những cuốn nhật ký chiến trường đó không chỉ là tư liệu lịch sử quý giá, mà còn là những tác phẩm văn học có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn học Quảng Ninh khi được công bố, xuất bản thành sách. Cuốn Một thời chúng tôi đã sống thế đấy là những ghi chép ở chiến trường của cựu chiến binh Lê Duy Thái, được nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, là một trong những công trình có giá trị như thế. Đó là kỷ vật quý mà ông Lê Duy Thái còn giữ lại được, dù lúc viết ra nó, chắc hẳn ông không hề có ý thức rằng mình đang sáng tác văn chương và nó lại thành sách như bây giờ. Lê Duy Thái quê ở Nam Sách, Hải Dương, hiện đang sinh sống ở thị xã Quảng Yên. Năm 1964, tốt nghiệp trường cấp 3 Hồng Quang, thị xã Hải Dương, nay là thành phố Hải Dương, ông nhận liền hai giấy báo. Giấy báo nhập học khoa văn trường Đại học Tổng hợp do hiệu trưởng Ngụy Như Công Tum ký và giấy gọi nhập ngũ của thị đội Hải Dương. Làm trai thời chiến, ông gấp lại giấy báo nhập học, lên đường nhập ngũ. Từ đây, xếp bút nghiên, ông Lê Duy Thái lên đường vào chiến trường khu 5 từ năm 1966 và chiến đấu gần trọn 10 năm cho đến ngày đất nước thống nhất. Đôi bờ giới tuyến không còn phân ly, Bắc Nam sum họp một nhà. Là người đam mê văn chương và thích viết lách, nên suốt 10 năm ở chiến trường, hàng ngày ông đều viết nhật ký, tập hợp lại 15 cuốn sổ nhỏ, cỡ 7 x 10 cm. Ông coi cuốn nhật ký dưới đáy ba lô như một người bạn tâm tình. Đây là cuốn nhật ký xen lẫn văn xuôi và thơ. Sau này khi nghỉ hưu, ông đã chia nhật ký của mình ra làm 3 tập, đặt tên là Một thời chúng tôi đã sống thế đấy, và đã được nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản thành sách. Trong cái quyển tôi viết về chiến tranh thì tôi có riêng một tập thơ về chiến tranh, trong đó là đã in ở trong tuyển tập đó, gọi là Một thời ra trận. Thế và tôi đã viết xong một cuốn thơ thứ hai mà tôi chắc già không in được, đó là Thơ viết giữa chiến trường. Thế thì Thơ viết giữa chiến trường thì tôi viết về 3 phần. Một là phần hành quân ra trận, phần thứ hai là viết giữa chiến trường, là cái cảm xúc của người lính trong chiến trường lúc đó nó như thế nào. Mở đầu nó là ghi ngày mùng 4 tháng 1 năm 67 và kết thúc là ngày mùng 3 tháng 12 năm 67. Vì là người học văn lại đam mê sáng tác nên chắc chắn đây là cuốn nhật ký của ông Lê Duy Thái đậm chất văn chương. Trong số 4 tập nhật ký đó thì có một tập nhật ký thơ từ 20 tháng 10 1966 đến ngày 10 tháng 2 1967. Ông đặt tên là Hành quân ra trận. 3 tập nhật ký chiến trường từ năm 1967 đến năm 1975, ông đặt tên là Đã một thời chúng tôi sống thế. Sau này, tên cuốn sách được tác giả đặt có sự thay đổi thêm vào một chữ thôi và trở thành Đã một thời chúng tôi sống thế đấy. Phải chăng ông và đồng đội của mình gửi gắm niềm tự hào vào những trang nhật ký, tự hào về những năm tháng không sống hoài sống phí? Nơi chiến trường, họ đã sống say sưa, đầy trách nhiệm mà cũng vô cùng lãng mạn. Những người lính giải phóng quân lãng mạn như ông đã để lại hàng ngàn những nhật ký chiến tranh, nhật ký hành quân, ghi chép ở chiến trường. Ông Lê Duy Thái may mắn hơn nhiều đồng đội vì còn giữ được nhật ký để mà được công bố thành sách. Đại bộ phận nhật ký của đồng đội ông còn nằm rải rác trong các di vật liệt sĩ, chôn vùi cùng các mộ vô danh hoặc mối mọt trong đáy dương hòm các chiến sĩ trở về, không bao giờ được nhắc tới. Tôi cũng rất may mắn là được người đọc bản thảo của anh Thái, và cũng là may mắn là được anh Thái nhờ đánh máy toàn bộ cái tập nhật ký từ tập 1 cho đến tập 3. Thì là một người lính trong chiến trường mà lại cùng ở cùng hoạt động ở cùng chiến trường và cùng chứng kiến cảnh gian khổ, hy sinh, mất mát của anh em đồng đội, cho nên là
khi đọc những dòng nhật ký mà bác Thái ghi lại thì tôi cảm phục cái tâm huyết ghi chép rất đầy đủ từng ngày, từng tháng và từng chiến dịch. Đọc đến đâu mình cảm thụ được đến đấy, bởi vì mình là người trong cuộc. Cuốn sách là những trang văn chân thực, sinh động và đầy cảm xúc của người trong cuộc, người chiến sĩ giải phóng quân đã kinh qua bom đạn của chiến tranh. Những chuyện chiến trường ông Thái kể dường như không thể nào hết. 10 năm ở chiến trường, biết bao con người, biết bao số phận. Những trận của Tết Mậu Thân, hai bên đối đầu nhau ác liệt là thế, quyết tử một mất một còn. Vậy mà đến tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cứ tiến đến đâu là quân địch bỏ chạy rùng rùng. Từ nóc nhà Tây Nguyên, ông Thái cùng đồng đội xuống Duyên Hải khu 5. Đã nói đến chiến tranh là phải khốc liệt. Nhật ký của tác giả Lê Duy Thái đã nhắc đến, đã kể tên biết bao đồng đội sát cánh cùng ông chiến đấu, nhưng đã không trở về. Không biết bao lần ông chứng kiến quá nhiều sự hy sinh của đồng đội. Thì trong này tôi cũng có cái lời mở sách ấy, là tôi mới nói đây là những cái hiện thực của người lính ngày xưa đã sống, chiến đấu và sống với nhau, đồng đội thương nhau như thế nào. Ghi nguyên văn như thế chỉ có muốn cái thông điệp chính là cái tư liệu lịch sử, cái đời sống của người lính thực tế trong chiến trường nó như thế nào, suy nghĩ như thế nào thì viết ra như thế. Ví dụ như có những chuyện tôi đã tiếp xúc với, ví dụ những vị tướng cao cấp như Chu Huy Vân đứng khóc trước các chiến sĩ bị thương, thì tôi thấy người chiến sĩ như Chu Huy Vân mà trước cái cảnh của người chiến sĩ đau thương thế ông còn khóc, thì chúng tôi lại càng phải học tập sống với nhau như thế nào. Nước mắt tiếc thương đồng đội đã ám ảnh tác giả Lê Duy Thái không chỉ lúc ông viết nhật ký mà suốt cả cuộc đời. Kể cả sau này, khi đất nước đã thanh bình, những dòng nhật ký chiến tranh kia khép lại vì đã hoàn thành sứ mệnh của nó, thì với độ lùi thời gian, ông nhìn lại chính mình. Nhìn về những năm tháng chiến tranh, phần ký ức năm nào lại cứ chập chờn ẩn hiện và đi vào thơ tự nhiên như nó cần phải có vậy. Ông có một cái tình cảm, một cái nhân văn mà rất là cao cả, mà gây cho tôi rất nhiều ấn tượng. Ông dùng cái ngôn ngữ văn học, thơ văn mà ông vẽ nên những cái bức tranh rất sống động về người chiến sĩ, về những người thanh niên xung phong, mà nắng động trong tâm hồn tôi rất nhiều những cảm xúc. Bởi vì thì qua đó nó thể hiện những cái sự hy sinh cao cả của người lính, của người dân, của người thanh niên xung phong, nói chung là của dân tộc ta trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước này. Tập nhật ký này cũng có những bài thơ đầu tiên ông viết về Bác Hồ ngay trong bom đạn chiến tranh với lòng thành kính sâu sắc. Có bài thơ ông viết ngay khi nhận được tin Bác Hồ qua đời. Cảm xúc mất mát, lãnh tụ kính yêu, xen lẫn niềm tự hào, có cả những động lực để cố gắng phấn đấu theo lời Bác dạy, tràn ngập tâm trí những người lính. Trong suốt thời gian ở chiến trường, tôi cũng cứ luôn luôn nên là cùng với đồng đội suy nghĩ, sáng tác thơ về Bác Hồ. Mà trong cái quyển thơ đầu tiên tôi viết ấy, đã viết về Bác Hồ đối với lại những người lính Trường Sơn. Nhà văn Nguyên Ngọc đã nhận xét khen về cái tập thơ đấy. Thế là từ đó trở đi tôi càng cảm xúc. Đó là những cảm xúc rất đặc biệt mà chỉ ông và đồng đội ở thời đại đó, thời đại Hồ Chí Minh mới có được. Riêng đối với nhà thơ Lê Duy Thái, chúng tôi cảm phục ở ông một điều rằng là ông là người viết về Bác Hồ, có thể nói đứng đầu ở Quảng Ninh. Bởi vì là cái đề tài viết về Bác Hồ kính yêu là nhà thơ Lê Duy Thái rất trung thủy với đề tài này. Cái hình ảnh của Bác Hồ đã khắc ghi sâu đậm từ thời trong chiến trường cho đến bây giờ. Nhân vật xuyên suốt và là trung tâm trong sáng tác của Lê Duy Thái vẫn là những người lính, là đồng đội của ông.
nhưng bài thơ của ông bài nào cũng ấm áp nghĩa tình của những người lính dành cho nhau, sự chia sẻ cả gian khổ hy sinh. Người lính trong thơ Lê Duy Thái có mất mát hy sinh nhưng luôn mang phẩm chất cao đẹp, được viết bằng cảm hứng sử thi anh hùng ca. Tuy nhiên, ở trong cuốn nhật ký này, tuyệt nhiên tác giả Lê Duy Thái không thi vị hóa chiến tranh. Ông đã viết về chiến tranh rất chân thực với sự khốc liệt mà bản thân mình đã trải nghiệm. Chỉ có những trải nghiệm giữa làn danh bom đạn chiến tranh, giữa ranh giới sự sống và cái chết mới giúp tác giả nghe thấy tiếng vọng dưới cỏ xanh, chính là tiếng đồng đội của ông đã hy sinh nhưng còn mang nhiều nỗi niềm trăn trở. Lại có khi Lê Duy Thái như nghe thấy dưới cỏ xanh vọng về lời tâm tình của những linh hồn vốn là người lính ở hai bên chiến tuyến. Giờ đây họ ở bên nhau, cùng hóa thân vào hoa cỏ. Ngoài việc in sách để chia sẻ lòng mình với bạn đọc gần xa, thì tác giả Lê Duy Thái cũng không giữ những nỗi niềm, những ký ức, những trải nghiệm về chiến tranh cho riêng mình. Ông thường tập hợp những bằng hữu thân thiết ở Quảng Yên, nơi ông chọn làm quê hương thứ hai của mình, để tâm tình trò chuyện. Các ông thường ra bờ sông Bạch Đằng, nơi xảy ra chiến trận từ hàng trăm năm trước, nơi chiến công lừng lẫy của cha ông xưa đã đi vào sử sách chiến tranh. Mà đã là chiến tranh bảo vệ Tổ quốc thì thời nào cũng vậy. Cuộc chiến vệ quốc cha ông xưa hay của ông Lê Duy Thái và đồng đội trong thế kỷ 20 đều hào hùng, xen lẫn những mất mát hy sinh. Tác giả Lê Duy Thái và đồng đội còn sống hôm nay đều rất thấm thía những điều đó. Thơ và các cái tác phẩm của ông Thái để lại trong tôi rất nhiều cái xúc động, mà chắc chắn rằng nhiều người cũng thấy được cái giá trị của độc lập tự do của dân tộc, cái hy sinh lớn lao của những cái người làm nên cách mạng, làm nên chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975. Và tôi mong rằng là cái ghi chép của bác Thái đã xuất bản rồi và có những cái chưa xuất bản thì tiếp tục được bảo quản và sau này được in ấn để cho lớp trẻ, các cháu học, các cháu tìm hiểu và các cháu sẽ hiểu như thế nào về cuộc sống chiến đấu của các lớp cha anh đi trước. Chiến tranh đã lùi xa nhưng những dòng nhật ký trong trèo đầy ước vọng, hoài bão và lẽ sống của tác giả Lê Duy Thái thì dường như vẫn còn nguyên giá trị. Dường như cuốn sách không phải của riêng ông hay đồng đội cùng thế hệ, mà những trang viết có vẻ riêng tư thời đó lại chứa đựng cả tinh thần dân tộc và hơi thở thời đại đã truyền cảm hứng sống mãnh liệt cho thế hệ trẻ hôm nay.